Càng xem các sự kiện công nghệ thì mình lại càng cảm nhận rõ một điều là đây là thời buổi biến đổi với tốc độ chóng mặt. Một thứ có thể đúng ngày hôm nay nhưng có thể sai ngay ngày hôm sau. Ngày xưa thì người ta khẳng định như là một chân lý rằng là ARM sẽ không thể nào bằng được so với các 86 khi mà làm những tác vụ nặng. Vậy thì quan điểm đó nó còn đúng ở thời điểm hiện tại hay là không? Hay là mấy năm trước thì Apple đã tự chuyển qua làm chip riêng và MacBook đã gây ấn tượng mạnh trong rất là nhiều năm. Nhưng mà chưa chắc là Apple sẽ có thể giữ được vị thế này trong tương lai. À không, trong năm nay hay rộng hơn nữa là rất nhiều ngành nghề sẽ có thể bị thay thế trong tương lai với tốc độ cải tiến của ai hiện tại những tiêu chuẩn của ngày hôm nay sẽ có thể bị thay thế bởi những tiêu chuẩn của những năm tới của tháng tới hay thậm chí là của vài tuần tới Nói chung thì tốc độ sáng tạo và đổi mới nó đang diễn ra quá là nhanh Nó nhanh đến cái mức mà bây giờ mình nghe những cái từ như kiểu là AI, Revolution, Innovation, Redefine Mà cảm thấy khá là bình thường Trong khi đáng lý ra nó phải tạo ra cái cảm xúc kinh ngạc cho người dùng được không ạ? Và mình nghĩ rằng là chúng ta bắt buộc phải làm quen với cả những sự thay đổi liên tục Và không nên quá chắc chắn và quá tin vào một cái điều gì đó và tại sự kiện mới đây thì Microsoft cũng đã giới thiệu một tiêu chuẩn PC hoàn toàn mới Định nghĩa lại PC Windows hay là mở ra một kỷ nguyên PC Windows hoàn toàn mới Tiêu chuẩn này có tên là Curve Pilot Plus PC xoay quanh AI Và hiện thực hóa của tiêu chuẩn này chính là những dòng laptop mới Được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon X Elite Chạy Windows ARM Có hiệu năng mạnh hơn Apple M3 Và thời lượng pin trâu hơn MacBook M3 ghế chưa ghê chưa Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn Về tham vọng của Microsoft nhé trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thành 3 phần đầu tiên là hiệu năng của những dòng laptop mới thứ hai là về Windows ARM và cuối cùng là về tiêu chuẩn Copilot Plus PC và những ví dụ liên quan tới AI với hiệu năng và thời lượng pin thì Microsoft có so sánh trực tiếp với cả Apple chứ không có ý tứ gì cả Snapdragon X Elite nó mạnh hơn 23% so với cả Apple M3 và hơn lên đến là 58% ở những tác vụ liên tục kéo dài có trong phần demo thực tế thì chiếc Surface Laptop mới nhất sử dụng Qualcomm cho hiệu năng render ảnh trong Photoshop là nhanh hơn so với cả MacBook Air. Có nhiều demo hay lắm nhưng mà lát nữa đến phần AI thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Về pin thì đây cũng là một thứ mà người dùng quan tâm nhất thì Microsoft cũng có demo một bài test lướt web giống hệt nhau. Thì chiếc Surface Laptop cho thời gian sử dụng lâu hơn cả MacBook Air 15 inch M3. Microsoft khẳng định đây là nỗ lực của họ trong rất là nhiều năm vừa qua để mà cải tiến Windows ARM. Tất nhiên là các bạn không nên hoàn toàn tin vào những điều này cho đến khi mà chúng mình có sản phẩm trên tay và test thật kỹ. Nhưng mà với những gì mà Microsoft tuyên bố về mặt hiệu năng cũng như là về thời động pin, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kỷ nguyên laptop Windows thế hệ mới. Nó sẽ tối ưu điện tốt hơn và pin trâu hơn thấy rõ. Trong sự kiện thì Microsoft cũng có công bố hai chiếc Surface mới, bao gồm Surface Pro và Surface Laptop mới chạy Windows ARM. Ngoài ra thì tất cả những hãng laptop khác cũng đã bí mật hợp tác với cả Microsoft. Họ thử nghiệm trên hệ thống của Qualcomm và Windows ARM trong rất là nhiều năm vừa qua chỉ là bây giờ họ mới công bố chính thức mà thôi. Và sắp tới thì các mẫu laptop mới này cũng sẽ được lên kệ tại chuỗi hệ thống cửa hàng 7 Ngày giờ hay là dòng nào thì mình cũng chưa có thông tin chính thức, nhưng mà đã là laptop chính hãng thì sẽ có mặt tại 7S nhé. Và trong đợt này thì nếu như các bạn mua máy chính hãng ấy, thì lưu ý là từ 24 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5, 7S sẽ triển khai chương trình thu cũ lên đời trợ giá lên đến là 4 triệu khi mà bạn lên đời laptop. Đây sẽ là một cơ hội rất là tốt để mà anh em bay bye chiếc laptop cũ và sắm ngay cho mình một chiếc laptop mới. Thông tin chi tiết thì các bạn có thể tham khảo đường link mình sẽ để dưới phần mô tả trong video ngày hôm nay nhé. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nói kỹ hơn một chút về Windows RM và tính tương thích của ứng dụng. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà Microsoft làm Windows RM. Họ đã làm từ năm 2021 với dòng Surface RT. Tuy nhiên là ngày đó hiệu năng cực kỳ là tệ và khả năng tương thích ứng dụng là siêu kém. Rồi đến năm 2019 ra mắt chiếc Surface Pro X cũng rất là tệ. Mãi cho đến 2 đến 3 năm sau thì Microsoft mới cải tiến lớp ảo hóa để mà có thể chạy được nhiều ứng dụng hơn. Uh, nhưng mà nó vẫn chưa thể bắt kịp được với cả MacBook chạy chip Apple M series. Nhưng mà có vẻ như là lần này thành quả đã được thấy rõ nét hơn. Microsoft tuyên bố là họ đã tạo nên bước cải tiến lớn với lớp ảo hóa có tên là Prism. Nó sẽ có hiệu quả tương đương với cả Rosetta 2 và hiệu quả gấp đôi so với thế hệ cũ. Đối với cả các ứng dụng mà phải chạy thông qua lớp ảo hóa này thì tất nhiên là nó vẫn sẽ chưa tối ưu năng lượng một cách tuyệt đối được vì nó vẫn phải thông qua một lớp nữa mà. Nhưng mà về các bản thì nó vẫn hoạt động đủ ngon đối với cả một chiếc Ultrabook theo như Microsoft chia sẻ. Còn hiện tại thì cũng đã có rất là nhiều ứng dụng chạy native ở trên Windows ARM, trong đó có cả Chrome, Edge, Photoshop, Davinci, còn các ứng dụng như là Premiere, After Effects và nhiều phần mềm trong bộ Adobe thì cũng sẽ chạy native vào tháng 6 năm nay. Với các ứng dụng hiện tại thì Microsoft họ cũng tin rằng là đã chiếm tới 87% thời gian sử dụng máy tính của người dùng rồi. Còn 13% còn lại thì lớp ảo hóa Prism cũng đã đủ tốt để mà có thể đáp ứng được phần còn lại. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ về AI, về tiêu chuẩn Copilot Plus PC cũng như là những demo mà Microsoft đã thực hiện. Tiêu chuẩn Copilot Plus PC yêu cầu sức mạnh xử lý của chip NPU phải đạt 40 TOPS, tức có nghĩa là hiện tại mới chỉ có chip của Qualcomm thôi, chứ Intel Lunar Lake và AMD Strix Point phải đến cuối năm thì mới đạt tiêu chuẩn này. Hiện tại thì Microsoft cũng đã tích hợp khoảng hơn 40 mô đồ AI và Windows 11 rồi, chỉ đợi các nhà phát triển phần mềm lôi nó ra và ứng dụng vào phần mềm của họ là xong. Trong số này thì bao gồm cả những mô đồ AI kích cỡ nhỏ như là phi để mà có thể chạy local luôn ở trên máy tính của người dùng mà không cần gửi dữ liệu lên cloud. Từ đó thì máy tính sẽ bảo mật hơn. Ví dụ một tính năng mà sẽ được chạy local đó chính là recall. Windows đã cấu trúc sắp xếp lại dữ liệu và ứng dụng AI để bạn có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là bạn có thể tìm lại cái váy màu xanh ở trong một cái trang web nào đó mà bạn đã search cách đây vài tuần thì chỉ cần gõ váy xanh là xong hay chưa? Hay ví dụ như là bạn có thể tìm một cái bảng nào đó mà bạn không nhớ là đã xem nó ở trên email hay là trong slide thuyết trình hay là ở đâu đó từ nhiều tuần trước thì chỉ cần gõ theo cái kiểu là miêu tả cái bảng đấy như là có một cái bảng với chữ nốt màu tím là hệ thống sẽ trả về đến tận cái trang PowerPoint luôn nhá. Hay chưa? Ngoài ra thì AI cũng được áp dụng trong Paint. Ví dụ bạn mô phỏng một hình ảnh ngọn núi, cây cỏ và hoa lá bằng những cái đường vẽ đơn giản nhất thì AI sẽ tái tạo ra hình ảnh có mức độ chi tiết là cao hơn. Nói chung là nó sẽ giúp generate hình ảnh từ text hay là tính năng live caption. Nó sẽ giúp nhận diện rộng nó trong cuộc họp và dịch trực tiếp sang ngôn ngữ khác. Còn đối với cả những ứng dụng bên thứ ba thì AI nó cũng sẽ áp dụng vào phần mềm DaVinci Resolve như kiểu là nó sẽ giúp tách vật thể và chỉnh màu riêng cho từ object khác nhau. Ví dụ như ở đây thì có con sứa biển và được chỉnh về màu tím chẳng hạn. Và đây mới chỉ là những thế hệ AI đầu tiên mà thôi và chắc chắn các tính năng sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Cuối cùng thì mình muốn chia sẻ về một điều mà mình cảm thấy rất là ấn tượng nữa và mình nghĩ rằng chúng ta nên chú ý tại cái event hôm trước. Đó là cái hiệu ứng thiết kế của Windows bây giờ trông càng ngày càng ngày bắt mắt ý, và có ngôn ngữ hay là phong cách thể hiện riêng. Nó theo trường phái tối giản và cực kỳ hiện đại. Và mình thấy rất là có vẻ như mang shop đang tập trung vào một yếu tố nữa. Đó là các hiệu ứng trong suốt, nhìn nó đẹp mắt thực sự. Nói thật với các bạn chứ mình làm review đến nay cũng đã được vào khoảng là 7 năm rồi Tuy nhiên là có một điều mà mình thấy rằng rất là lạ đời Đó là rất nhiều các hãng lớn Bao gồm Huawei, Oppo, Asus Cứ thích bắt chiếc cái cách làm slide của Apple ấy Tại sao rất là nhiều hãng lớn như vậy lại không tạo ra một cái visual branding cho riêng mình Chỉ riêng Microsoft là thực sự tạo nên sự khác biệt Và nó có sự lôi cuốn người xem bằng những cái hiệu ứng thiết kế cực kỳ là sáng tạo Phần nào đấy thì các hiệu ứng này cũng đã được mang lên Windows 11 rồi. Nó mềm mại hơn thấy rõ so với cả Windows 10 và hy vọng rằng là Microsoft sẽ tiếp tục nâng cấp những cái trải nghiệm người dùng này lên nhiều hơn nữa. Vì mình tin rằng là nó sẽ tạo nên được những cái sự khác biệt.